Người có 6 phẩm chất này đi đâu cũng gặp may mắn, phú quý. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, vận mệnh đời người đôi khi không liên quan đến những thứ bên ngoài mà nằm ở nội tại bản thân ta. Người thiện lương, ngay thẳng, ắt được mọi người quý mến, tâm tình tốt, sức khỏe tự nhiên tốt, cả đời may mắn, thuận lợi. Người đời hay bảo, suy nghĩ quyết định hành vi quyết định thói quen quyết định tính cách và tính cách quyết định số phận cũng là vì vậy. Dưới đây là 6 phẩm chất mà cổ nhân dùng để đánh giá người cao quý, có vận mệnh may mắn, hãy xem để hoàn thiện bản thân nhé. Thứ nhất, người biết nhận lỗi. Hầu hết ai trong chúng ta cũng đều có tính xấu là không muốn nhận khuyết điểm hoặc nhận lỗi về phần mình khi xảy ra vấn đề không hay. Tất nhiên, khi mọi sự suôn sẻ thì không sao, nhưng khi có chuyện chẳng lành thì lại đổ cho người khác và luôn cho mình rằng mới là đúng đắn. Tuy nhiên, nếu việc gì cũng khăng khăng cho rằng mình đúng và không biết tự mình nhận lỗi cũng là một sai lầm lớn của đời người. Những người biết nhận lỗi, bên cạnh việc thể hiện mình là người có phẩm chất đáng quý, thì còn là người thẳng thắn, đôi khi rất dũng cảm, có sai thì sửa, có lỗi thì nhận. Điều ấy vừa thể hiện sự khoan dung độ lượng của bạn, vừa giúp bạn ghi điểm tốt trong mắt mọi người xung quanh. Thế mới nói, sống ở đời, biết nhận lỗi cũng là một bài học đắt giá mà ai cũng cần phải tu dưỡng suốt đời. Thứ hai, biết lắng nghe và thông hiểu nhau. Cổ nhân dạy rằng, sống ở đời nếu thiếu đi sự thông hiểu, giao tiếp hoặc lắng nghe nhau thì mối quan hệ giữa người với người rất dễ nảy sinh hiểu lầm. Và rồi khi ấy sẽ tiếp tục nảy sinh ra mâu thuẫn, xung đột, tranh chấp, thậm chí cả những thị phi không đáng có. Sự thật thì có những việc dù tận tai bạn nghe, tận mắt bạn thấy nhưng chưa hẳn đã có thể hoàn toàn chính xác hoặc đã đúng như bạn nghĩ. Vậy nên, dù có xảy ra vấn đề gì thì đừng vội vàng đưa ra phán xét. Thay vào đó, hãy ngồi lại với nhau, cùng lắng nghe và thông hiểu nhau để cuộc sống tươi vui và thoải mái hơn. Thứ ba, có tâm từ bi. Dân gian cho rằng từ bi nghĩa là thiện nguyện, sẵn sàng giang tay giúp đỡ người khác trong những lúc khó khăn. Còn theo triết lý nhà Phật thì từ có nghĩa là giúp hóa giải những uẩn kết còn bi, chính là sự tiêu hủy những nỗi thống khổ của con người. Từ bi là hành động thiện, tích cực nhất trong mọi loại hành động và là niềm hạnh phúc cao thượng nhất của con người. Từ bi như suối nguồn tươi mát và là nền tảng căn bản cho con đường tu dưỡng tâm tính trong cuộc đời của mỗi người. Bên cạnh đó, có thể xem từ bi như một mị lực xuất phát từ nội tâm của mỗi người. Những người có tâm từ bi sẽ tự toát ra ngoài một vẻ gì đó rất khoáng đạt và thanh cao. Họ đối mặt mọi chuyện với tâm thái rất bình thản, không oán giận, không trách cứ và cũng chẳng màng danh lợi về mình. Thứ tư, biết khoan dung độ lượng. Sống ở đời, học cách khoan dung độ lượng với nhau là điều tưởng chừng rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Tuy vậy, có một chữ ai cũng phải công nhận, đó là chữ nhẫn. Nhẫn nhịn nhau một câu thì mọi sự sẽ hóa nhẹ nhàng. Thế nên cổ nhân có câu, nhẫn một chút, gió êm sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Chỉ cần nhẫn với nhau, khoan dung độ lượng với nhau thì chuyện dữ sẽ hóa lành, mọi sự bình an, tiêu tan tai họa. Những người trong lòng sẵn có khoan dung độ lượng, sẵn có tính nhẫn nhịn thì sẽ dễ dàng nhận rõ được việc tốt xấu đúng sai, thậm chí thiện ác trên thế gian này. Vậy nên hãy học cách khoan dung độ lượng với nhau, bởi vì tình yêu bao giờ cũng vĩ đại hơn lòng thù hận và có sức mạnh hơn sự trừng phạt. Thứ năm, tính cách nhu hòa. Nhu hòa cũng là một tính cách đẹp của mỗi người. Người biết nhu hòa sẽ rất dễ chung sống và làm việc hòa thuận với mọi người, bởi họ không chỉ biết cách thiện đãi người khác, tôn trọng người khác mà còn luôn khoan dung độ lượng với chính bản thân mình. Nhu hòa nhưng không nhu nhược mà là khoáng đạt tự tại. Những người nhu hòa sẽ có cách nghĩ thông, nhìn thoáng, có thể giữ nhưng cũng có thể buông. Họ không quá cố chấp nhưng cũng chẳng vương vấn bởi bất cứ chuyện gì. Và chỉ cần biết sống nhu hòa, biết đủ, không sân si, tranh giành thì vận may sẽ tự tìm đến. Thứ sáu, biết cầm lên, đặt xuống. Cổ nhân có câu, cầm lên được thì bỏ xuống được.
ý chỉ cầm lên được chính là trách nhiệm, là năng lực và là sự nắm giữ của mỗi người. Còn bỏ xuống là sự giải thoát, là trí tuệ, cũng là cách để mỗi người có thể giúp mình giải thoát, được tự do tự tại. Vậy nên sống trên đời, mỗi người phải biết việc gì nên nắm giữ trong tay và việc gì nên mạnh dạn buông bỏ cho nhẹ lòng. Thế nên hà cứ gì cứ mãi nắm giữ trong tay những thứ không khiến mình vui vẻ hạnh phúc, hoặc tự tạo thành những nỗi thống khổ cho bản thân mình. Đôi khi buông bỏ không khiến bạn mất đi mà còn nhận được nhiều hạnh phúc hơn về mình. Sống trên đời, chỉ khi học được cách buông bỏ, bạn mới có thể giúp mình giảm bớt những nỗi thống khổ, và khi ấy bạn mới là người thật sự hạnh phúc. Đời người, xét cho cùng, cũng như một quá trình tu tâm dưỡng tính để giúp mình dần hoàn thiện hơn từng ngày. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều phải đối mặt với những mệt mỏi khác nhau. Điều ấy do người khác tạo ra, nhưng cũng có thể do chính bản thân mình mang lại. Và khi ấy, chỉ những ai biết cách giữ vững tâm thế, biết buông bỏ, biết từ bi hỷ xả mới có thể đối mặt với mọi phiền muộn thị phi. Cuộc sống vì thế cũng nhận lại may mắn và tốt đẹp. Thật vậy, sống ở đời, điều quan trọng nhất không phải là trong túi ta có bao nhiêu tiền, mà cốt yếu là trong ta có tâm thái thuần khiết, đẹp đẽ hay không. Theo người xưa, đây chính là những yếu tố để đánh giá vận số của mỗi người. Nếu ta đối xử tốt với người xung quanh thì cuộc đời cũng sẽ êm đềm an yên. Ngược lại, một người cứ gieo mãi hận thù, oán trách, than vãn sẽ chỉ khiến cuộc sống ngày càng thêm bế tắc. Quý vị thân mến, ngoài 6 phẩm chất đáng quý mà sống ở đời ai cũng cần tu dưỡng học hỏi như trên, thì Đức Phật cũng dạy rằng để cuộc đời luôn bình yên, hạnh phúc thì mọi người nên ngưng nói xấu sau lưng người khác. Bởi nói lời ác nghiệt sẽ khiến người khác tổn thương, càng nói xấu người khác thì càng hại người, hại mình. Vậy nên sống trên đời thì ai trong chúng ta cũng cần biết tu tâm dưỡng tính, đặc biệt là tu dưỡng khẩu đức của chính mình. Dù phải đối mặt với bất cứ vấn đề gì thì cũng đừng nói những lời hung ác với người khác, đừng phàn nàn khi chẳng may gặp chuyện không hay, đừng phát ngôn những lời ngông cuồng, và nhớ là đừng bao giờ nói xấu sau lưng người khác. Thứ nhất, đừng mãi phàn nàn khi gặp chuyện không hay. Đừng mãi phàn nàn khi gặp chuyện không hay, bởi suy cho cùng thì phàn nàn cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho ta. Sống trên đời chỉ có sự nỗ lực và cố gắng của bản thân mình thì bạn mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, nếu lỡ có chuyện gì thì hãy tìm cách giải quyết, bởi phàn nàn một ngày chi bằng cố gắng một ngày. Muốn cuộc sống luôn bình yên hạnh phúc thì hãy nỗ lực phấn đấu thay vì cứ mãi phàn nàn than phiền. Hãy xem những khó khăn của mình là động lực để mình cố gắng vượt qua. Cứ nghĩ rằng chuyện không may mình đang đối mặt cũng chẳng nhờ lời phàn nàn ấy mà tiêu tan. Thế nên vì sao cứ mãi làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thứ hai, đừng nói những lời ngông cuồng. Tự cao tự đại chính là thất bại lớn nhất của đời người, còn sự khiêm tốn mới là đỉnh cao của trí tuệ. Sống ở đời, thứ mà con người thể hiện rõ ràng nhất trước mặt người khác chính là hành vi và lời nói của mình. Ngôn ngữ thốt ra từ miệng chính là thứ tác động trực tiếp lên người khác. Thế nên đừng buông lời ngông cuồng trong bất cứ trường hợp nào. Thông thường, khi đạt được một chút thành tựu gì đó mà không biết kiểm soát bản thân, thì chúng ta cũng rất dễ trở thành những người dương dương tự đắc, cho rằng mình có thể hơn tất cả mọi người. Nhưng cũng chính vì sự đố kỵ ganh ghét của nhiều người mà những kẻ tự mãn hoặc tự cho mình là tài giỏi sẽ dễ gặp phải thất bại. Thành công vì vậy mà khó lòng đạt được. Thứ ba, đừng nói xấu sau lưng người khác. Nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người, hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian, còn nói xấu sau lưng người khác thì càng nói chúng ta càng khiến mọi người xa lánh mình. Và một trong những lời nguyện của Bồ Tát rằng, tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Sống trên đời, chúng ta ai cũng có những nỗi thống khổ và những câu chuyện của riêng mình. Thế nên tốt nhất là bạn chớ nên đánh giá người khác nếu mình chưa thực sự hiểu gì về họ. Ngược lại, chúng ta cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói những lời không hay sau lưng mình. Mỗi người phải biết kiểm soát lời nói của mình, tuyệt đối đừng nói xấu hay làm chuyện hại người, bởi khi ta đang nói xấu người khác
thì cũng chính là lúc ta đang tạo tác nhân cho người khác nói xấu mình. Ngoài ra, khi ta nói xấu sau lưng người khác thì cũng chính là lúc ta bỏ lỡ cơ hội để mình được yêu thương. Học ăn, học nói, học gói, học mở, đừng để khẩu nghiệp của chính mình cứ mãi chất chồng theo năm tháng. Sống trên đời, không sớm thì muộn, chúng ta ai cũng có thể mắc phải khuyết điểm. Thế nên đừng mãi phàn nàn khi gặp chuyện không hay, đừng nói lời ngông cuồng gây tổn thương người khác và cũng đừng nói xấu sau lưng người khác hoặc giữ mãi trong lòng mối thù với người khác hay những việc chưa phải mà họ đã làm với mình. Một lời nói thiếu sự suy nghĩ sẽ gây tổn thương cho người, cho mình, vận thế ắt sẽ ngày càng xấu. Những lời không hay tốt nhất đừng nên nói ra, đó chính là sự tu dưỡng mà chúng ta ai cũng cần phải rèn luyện mỗi ngày.